Phú ông hóa khỉ. Con muốn ta trừ lương tháng này không mà dám ngủ gật hả? Ta còn chưa ngủ mà nhà ngươi dám ngủ à? Ồ, con lại ông, con trót dại, xin ông đừng trừ lương con quạt ngay đây ạ. Cứ liệu hồn đấy, quạt mạnh mạnh cái tay nào. Có ai ở nhà không? Bần tăng đang trên đường trở về chùa linh nghiệm, không may lỡ dở dọc đường. Cảm phiền thí chủ bố thí cho bần tăng bữa cơm chay và cho bần tăng ở nhờ một đêm được không ạ? Ở đây có cơm chay cũng chẳng có chỗ thừa để ở. Ông thông cảm cho. Mong thí chủ mở lòng từ bi, đêm đã khuya, bần tăng quả thực không biết đi đâu cả. Đấy là việc của ông, còn không mau tiễn khách. Dạ vâng ạ, mời ông đi cho, chủ tôi không đồng ý đâu. Có ai ở nhà không? Sư thầy muốn hỏi ai ạ? Bần tăng lỡ dở dọc đường, chẳng hay nhà lão còn chỗ không cho bần tăng ở nhờ một đêm. Nếu sư thầy không chê túp liệu rách nát này thì xin mời vào trong. Tội nghiệp, chắc sư thầy chịu đói lâu lắm rồi phải không? Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Cảm ơn hai cụ về bữa cơm chay. Lâu lắm rồi, bần tăng mới được ăn ngon như thế. Có gì đâu mà ơn với hội. Tôi đã chuẩn bị sẵn chăn chiếu, mời sư thầy vào nghỉ. Hai cụ thật tốt bụng, khổ nỗi đều đã già và lại rất nghèo. Tôi sẽ cho hai cụ một điều ước. Hai cụ muốn trẻ lại hay là muốn có một vài đồ vật quý giá? Chúng tôi muốn trẻ lại như thuở 18 đôi mươi ạ. Đây là nước thần, có tác dụng cải lão hoàn đồng. Hai cụ uống vào sẽ lại trẻ đẹp như thuở 18 đôi mươi. Thật thế sao? Hai cụ mau uống đi. Trời ơi, có phải bà đây không? Là ông đấy à? Không thể tin được, nhìn ông y hệt như thời chúng ta mới quen nhau. Cảm ơn. Chúng ta gặp tiên rồi bà. Cảm ơn thần tiên, cảm ơn thần tiên. Sao? Cái lão nhà sư rách rưới đấy mà lại là thần tiên ư? Mau đi tìm tên nhà sư ấy về đây cho ta. Ông ơi, nhà sư đây rồi. Ôi, sao lại kéo tôi vào đây? Hôm trước tôi hơi thất lễ, mong sư thầy thông cảm. Đây, biếu thầy ít lỗ phí, gọi là... Không, bần tăng xưa nay không nhận tiền của ai bao giờ, xin ông nhận lại cho. Sư thầy đừng có ngại, chắc sư thầy vẫn còn giận tôi phải không? Tôi biết lỗi rồi mà. Bần tăng đã nói là không nhận tiền, xin thí chủ đừng làm khó bần tăng. Không nhận tiền cũng được, chỉ cần sư thầy hãy cho tôi một điều ước. Ông đã rất giàu có, không thiếu một thứ gì. Vậy ông còn muốn gì nữa? Tôi có rất nhiều tiền, nhưng tôi muốn có nhiều hơn. Hãy làm cho tôi có thật nhiều tiền ha. Thực ra ông không cần nhiều tiền. Tôi có thể làm ông trẻ lại. Ông không thích trẻ lại sao? Thôi được rồi, trẻ lại như vợ chồng lão năm cũng được. Hãy cho tôi trẻ lại đi. Ta sắp trẻ lại rồi. Ông chủ, sao lại... Trời, sao ông chủ lại biến thành khỉ thế này? Tên nhà sư đâu rồi? Ông chủ. Viên xương khớp Sobi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Sobi nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Chồn con đi học. Đây là vận ư.
Chồng con thật lạ, hôm thì tới muộn, hôm lại nghỉ. Bạn ấy cứ thế này thì thầy e là sẽ rất khó có thể tiếp thu được kiến thức đấy. Dạ, chào thầy gõ kiến ạ. Em xin phép thầy em vào lớp ạ. Nhanh nào, em vào lớp đi chồng con. Với thái độ học tập như thế thì thầy thật sự thấy lo lắng cho em đấy. Em cần thay đổi ngay nha, kẻo hết năm học đến nơi rồi mà em vẫn còn hỏng kiến thức rất nhiều đó chồng con. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Cả lớp dở vở ra nào các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về chữ O và chữ Ơ nha. Hai chữ này phần bên dưới thì giống chữ O, khác nhau là ở bên trên có muỗng hoặc có râu trên đầu. Chán thế. Ôi, những cái chữ này thì có gì thú vị đâu cơ chứ, mà bọn chúng nó cũng chẳng lưu lại trong đầu óc của mình chút nào, cứ nhảy nhót loạn xạ hết cả lên là sao. Chồng con à, tập trung nào, sau bài giảng này thầy sẽ kiểm tra em đấy. Hả? Chết thật, sao lúc nào thầy cũng muốn gây áp lực cho mình cơ chứ, thật là. La 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 la. Sóc nâu à, đi chơi không? Hôm nay nắng đẹp lắm, chắc chắn vào đường chơi sẽ rất vui chứ mà xem. Hôm nay vẫn đi học mà, sao lại rủ mình đi chơi vậy chồng con? Thôi đi nhanh chân lên, không lại đến lớp muộn bây giờ. Ôi trời ơi, cái cậu này, nghỉ học một buổi thì có sao đâu cơ chứ. Cậu chỉ được cái là quan trọng hóa vấn đề quá mà thôi. Không, thấy sợ lắm, bỏ học thì mắng chết. Bà mẹ tớ, mà biết thì mẹ tớ đánh đòn luôn. Cậu đúng là đồ nhát gan. Mình còn trẻ, học thì còn dài dài. Chả học hôm nay thì học ngày mai, cũng có chết ai đâu. Thôi, cậu không đi thì mình đi chơi một mình vậy. Bạn bướm xinh đẹp, cho tớ chơi cùng với. Được thôi, được thôi, cứ bay theo tớ nha. Tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi tuyệt vời. Thế là thích quá đi. Bướm ơi, tớ hái được quả này ngon quá, chín mọng luôn. Trời ạ, bạn bướm vừa ở đây mà giờ đã đi đâu mất tiêu rồi. Mà mình đang ở đâu thế này? Không, không. Trời ơi, mình đang ở đâu? Sao lại chẳng có ai cạnh mình thế này? Bạn bướm ơi, bạn ở đâu thế? Tự nhiên sao bạn lại biến đi đâu mất tiêu rồi? Đâu mất tiêu rồi? Đâu mất tiêu rồi? Mình đang ở đâu mà tối om thế này? Ơi mẹ ơi, cứu con mẹ ơi, con sợ. Về phía bắc đảo xanh, phía nam làng xanh. Đờ a da a đờ, nhưng cái dấu này là gì nhỉ? Thôi chết rồi, thầy có dạy nhưng mà mình không còn nhớ nó là gì nữa rồi. Đờ a da o đao sờ a sa, mà chữ này cuối cùng là gì? Ôi trời ơi, nó viết cái gì thế này? Thế này là thế nào? Tấm biển này có ý gì đây? Sắp tối rồi mà vẫn không thể tìm được đường về nhà thì biết làm sao đây? Mẹ ơi, giá mà mình không ham chơi thì mình đã không để bị xảy ra đến kết cục đáng buồn thế này. Chà chà, nhiều lá thuốc quá. Mà trời đã tối rồi, ta phải về nhà thôi. Đúng là bác sư tử hàng xóm nhà mình. Trời ơi, thật là may mắn quá. Bác sư tử, cứu cháu, đưa cháu về nhà với. Ồ, là chồng con đó sao? Sao cháu lại ở tận trong rừng sâu thế này? Cháu đi có một mình sao? Bác sư tử, cháu, cháu đi chơi không may bị lạc đường bác ạ. Bác làm ơn chỉ đường cho cháu về nhà với ạ.
lần sau rút kinh nghiệm, không được đi chơi xa thế này, nhớ không nào? Mà nếu như có lỡ đi xa thì cháu cần quan sát mọi thứ xung quanh để tìm thêm thông tin, biết đường mà về nhà chứ. Cháu có nhìn thấy tấm biển ngay cạnh cháu đó không? Chỉ làm theo chỉ dẫn là về đến nhà mà. Cháu có nhìn thấy, nhưng mà cháu... cháu không biết đọc chữ. Hả? Cháu chưa biết chữ? Ta tưởng cháu đã được dạy đến phần rồi mà. Cháu bỏ học nhiều nên cháu đã quên mạch chữ. Cháu quên cách đánh vần rồi ạ. Ơi trời ơi, cháu bỏ học ư? Nguy hiểm quá chồng con ơi. Nếu vậy hôm nay mà không có ta thì cháu sẽ ra sao đây? Bác sư tử, cháu ân hận lắm rồi. Bác hãy giúp cháu. Bác có thể đọc giúp cháu không? Đó, ba ngày các bạn đang ở nhà chăm chỉ học mà cháu lại đi chơi. Vâng, cháu. Nếu cháu chăm chỉ học chữ thì bác tin là cháu có thể đọc được tấm biển và tìm cách về nhà được rồi. Tấm biển ghi rất rõ nha. Về phía bắc, đảo xanh là làng của chúng ta đó. Còn phía nam, làng xanh. Nào, giờ thì cháu đã thấy rõ sự tai hại của việc lười học chưa nào? Vâng, thưa bác sư tử, cháu biết lỗi rồi ạ. Lần sau nhất định là cháu sẽ chăm chỉ học bài để không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay nữa ạ. Thôi được rồi, giờ thì chúng ta đi về thôi. Bác sẽ đưa cháu về tận nhà. Nhanh chân lên cháu, không trời sắp tối đến nơi rồi. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Viên xương khớp Sobi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Sobi nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Trả giá ở Madagascar. Từ khi Hồng Ngọc được người dân phát hiện, ngôi làng nhỏ Ilakaka ở Madagascar bỗng chốc liền trở thành một trung tâm khai thác mỏ với quy mô lớn, hoạt động nhộn nhịp suốt ngày đêm. Những viên hồng ngọc chất lượng cao thường được tìm thấy trong các bãi trầm tích. Bất cứ người nào cũng có thể khai thác chỉ với các công cụ thô sơ như xẻng hoặc tay không. Chỉ cần thò tay ngoắn xuống đất là có một phốc hồng ngọc rồi sao? Phải, tao với mày hẳn sẽ đổi đời với những viên hồng ngọc. Vì khát vọng đổi đời, Madagascar thẳng tiến, anh em ơi! Madagascar ngay trước mặt, hồng ngọc khắp nơi chờ ta nhặt. Wow! Những cây bao báp ở đây đúng là siêu to khổng lồ thật. Xem kìa, người dân Madagascar cứ quanh quẩn với mấy cái cây không rời, hết hái quả lại đẻo vỏ. Đúng vậy, trong khi họ đang sở hữu những mỏ đá quý giá trị nhất thế giới. Nếu là tao, chắc chắn đã trở thành tỷ phú ở đây rồi. Nhanh đi thôi. Ủa, sao ông lại quỳ lại cái cây này? Những cây bao báp này là cây sự sống của Madagascar, cây cho chúng tôi nước để uống khi mùa khô hạn, quả để ăn và vải dệt từ vỏ cây. Chúng tôi biết ơn những thứ quý giá mà cây bao báp mang đến cho nơi này. Chỉ là mấy cái cây thôi mà, ông đừng nói quá lên chứ. Thật là khờ quá mà, một cái cây thì cần quái gì phải cảm ơn. Tất cả những ai phản bội lại bao báp, phản bội lại loài cây linh thiêng của Madagascar sẽ bị trừng phạt. Thế ông có biết đường tới làng Ilakaka đi lối nào không? Thẳng con đường này là tới, sao hả? Những gì thuộc về tự nhiên, đừng cố công đào xới tranh giành, sẽ tự thân chuốc lấy đau khổ và thất bại.
Thật là ngớ ngẩn. Ông có biết điều gì làm nên giá trị của thế giới này không? Phải rồi, những viên đá quý, những thỏi vàng lấp lánh là chân lý của cuộc sống. Chúng mang đến niềm vui thú, hạnh phúc cho thế giới, chứ không phải mấy cái cây vô dụng này. Này chị ơi, đây có phải là làng Ilakaka không? Tại sao trong làng lại vắng vẻ tiêu điều thế này? Các ông muốn tìm kiếm điều gì ở đây? Những người ngoại lai đã khiến ở nơi đây trở nên hoang tàn chưa đủ sao? Tụi tôi đâu có làm gì mà chị nói vậy. Chúng tôi chỉ muốn tới đây để tìm những viên đá hồng ngọc thôi. Đây nè, cô xem đi. Lại là đá hồng ngọc. Máu của những người đàn ông nơi đây đã nhuộm đỏ đất này về chúng rồi. Ở Madagascar, mọi người có vẻ hay lo lắng về những thế lực siêu nhiên ha. Phải rồi, trên đời này chỉ có quỷ đói là đáng sợ thôi. Không còn gì cả. Hết rồi, giờ chỉ còn những bụi đá quý li ti thế này. Hả? Chúng ta đã cất công tới Madagascar mà không kiếm chác được chút gì sao? Đồ báo lá cải này, rõ ràng trong này nói hồng ngọc ở Madagascar có thể dùng tay cũng bốc lên được hàng vóc mà. Hả? Bài báo này được viết từ 2 năm trước rồi. Mày lôi được thứ xác rưởi này từ đâu ra vậy, Carlos? Thằng cô đi đã đưa nó cho tao bà. Nếu chúng ta tới Madagascar, khu ổ chuột dưới gầm cầu của tao và mày sẽ bị nó chiếm trọn. Hai thằng đàn Carlos và Zeva chắc hẳn đã chết mất xác ở Madagascar. Chúng mày cứ chết chìm trong giấc mơ hồng ngọc đi. Còn ta sẽ độc chiếm khu gầm cầu này. Chỉ vì mày cả thôi, đồ ngu ngốc này. Sao mày lại đánh kẻ đang cùng thuyền với mày chứ? Nếu không vì mong muốn đổi đời, tao đã chẳng cùng mày tới chỗ khỉ ho cò gáy này rồi. Chỉ tại mày đần độn mới bị thằng cô đi lừa. Tất cả tiền của tao và mày đã dốc hết để đi Madagascar. Tao và mày không những không thể về Mỹ, mà sắp tới còn phải hít không khí để sống kìa. Trước tới giờ tao với mày vẫn sống bằng gì chứ? Chẳng phải nhờ đôi tay thần thánh này sao? Ở chỗ này thì mày móc túi được ai hả? Chẳng lẽ là mấy người thổ dân đóng khố ngoài kia hả? Ui, đau đầu quá đi. Tìm cái gì ăn trước đã rồi nghĩ tiếp mày. Mà có gì để ăn chứ? Chết tiệt. Bình tĩnh nào anh bạn. Chúng ta hoàn toàn có cách giải quyết những rắc rối của các anh. Đừng có lừa chúng tôi đấy. Bọn này đang điên tiết vì bị bọn báo lá cải lừa đảo đây. Hãy quên bọn lá cải ấy đi. Cái này bằng giá của mấy viên đá quý hồng ngọc mà các anh sẽ phải vất vả tìm kiếm. Nhưng chỉ cần nghe theo lời tôi, mọi việc rất đơn giản và tất cả chỗ này là của các anh. Trời ơi, chúng ta biết phải làm sao bây giờ? Hẳn là thần linh đã khiển trách chúng ta rồi. Chỉ là mấy cái cây thôi mà, ông đừng nói quá lên chứ. Thật là khờ quá mà. Một cái cây thì cần quái gì phải cảm ơn. Bào báp là loài cây có sức sống bền bỉ, dù trong môi trường khắc nghiệt nhất. Chắc chắn đã có kẻ xấu làm hại cây rồi. Đúng rồi, phải tìm ra bọn xấu xa đó. Phải rồi, truy tìm chúng thôi. Không, trừng phạt kẻ ác là việc của tạo hóa. Dân làng Ilakaka từ nay sẽ không ăn không ngủ để bảo vệ bao báp, loại cây linh hồn của Madagascar. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm.
theo kẻ gian, bắt bằng được quân độc ác đã bắn tên tẩm độc vào bao báp. Ta thành công rồi, đổi đời rồi. Carlos, bảo cứu tao. Tất cả chỉ là mơ thôi sao? Bao chuẩn bị đồ, có phi vụ cực thơm cho ta với mày đây. Một thằng nhà giàu chết tiệt muốn xây dựng khu khách sạn cao cấp ở Madagascar, nhưng lũ mọi dân ở đó không chịu. Hắn muốn tao và mày đến đốn mấy cây bao báp ở đó. Việc đơn giản phải không? Chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Là Madagascar bao báp. Quên đi, tao với mày sẽ phải trả giá ở Madagascar, thậm chí phải mất mạng nếu làm công việc tội lỗi ấy. Bên công trường đang kiếm thợ xây kìa, mày tao và mày qua đó đi. Hả? Lại đi bê gạch sao? Đúng vậy, kiếm những đồng tiền chân chính sẽ giúp chúng ta no bụng và gối đầu ngủ ngon, thay vì việc trả một cái giá quá đắt bởi những việc làm phi pháp đấy. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sâm Phật Ma. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.